đủ đủ hơn người đủ cả. Sự phải quạt mạnh. Mạnh lắm như cái điều hòa vậy. Vô ngực nè. Hậu hay ai đó? Hậu. Anh chỉnh cái quạt cho nó quay quay hoặc lặng răng đi chứ để vô ngực á. Ngực chịu. Đang sưng nè. Cục này ra. Chưa có ai rửa mặt bên đây luôn.
Ô ly lai mới nói là Hảo. Rồi em làm hả? Còn khách trên đây nè Hảo. Thôi từ từ nữa, chờ 10 phút mới. Nên 10 phút nữa. Chút xíu là gỡ, là không có người gỡ nữa. Có dặn lấy con bé nó nữa chưa được. Dặn gì mà? Dặn lấy tiền bé nó chừng nữa. Điện đi sẽ lấy cái con bé bao đen đó. Mấy trăm ngàn thôi. Vẫn có cục mụn với mấy. Nhưng mà ý là dặn dặn từ 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 cái giường phía ngoài vô mà tính từ thứ hai ngày lấy 100.000 thôi. Bé nó ít một. Giường số 2, giường số 2. Bao đen nó bao đen là được. Bao đen. Con bụng hả bác? Con bụng hả? À, đợi đợi xíu. Nãy ông Phướng vào đây đi đâu mình hay gì mà 5 phút cái là chưa rửa luôn, chưa ai rửa luôn. Villa về xong rồi bị bong răng luôn đó má. Ai biết tự nhiên tối nó ngủ băm xong cứ rồi về cứ bị bong răng luôn đấy. Ai biết chị? Đâu biết? Trời má. Về chưa?
Sí.